gọi là sao ta, trai bách cũng dễ thương nữa, phở bách cũng ngon nữa, nhạt dễ sợ luôn. Tôi quen rất là nhiều anh trai bách mà nói chuyện cũng nhạt y chang tô phở, nhưng mà đặc biệt tôi thích cái sự nhạt đó. Nó không ngọt ngào và mặn mà như trai nam đâu, nhưng mà trai bách nó có một cái điều gì đó nó rất là lạnh lùng, nhạt nhưng mà lạnh lùng rất là dễ thương nha mấy chị. Cho nên đó là tôi cũng thích trai bách lắm, nhưng mà nghe nói khí hậu ngoài bắc đang nóng cho nên là tôi không có ra đó. Mỗi lần tôi ra là tôi đi tôi phải đi, tôi kiếm chuyện tôi đi ngoài đường hoài đó. Nhưng mà khi mà tôi đi ngoài đường á thì cớ đâu mà tôi đi, tự nhiên không không khơ khơ đi với người ta nói mình khùng. Trời, Hà Nội đang nắng mà, cho nên em nghĩ là ra Hà Nội là tôi phải kiếm cớ nào đó để tôi đi ngoài đường á, tôi nhìn trai rồi này kia cho nó tiện. Chờ thôi yêu, live stream vậy nè gì em. Anh ở Bình Định, anh ở thị xã An Nhơn. Anh chưa có ý định xuống miền Tây, anh chưa có xuống miền Tây luôn, chưa bao giờ xuống miền Tây luôn. Đi tới cái Long An với cái Tiền Giang là hết rồi mấy bạn. Đúng rồi, Thông ở thị xã An Nhơn á. Mấy bạn nào mà ở An Nhơn có biết cái quán cà phê Gia Phúc của anh Thông ở gần đó đó mấy bạn. Trai nam thì cũng dễ thương chứ, trai nam cũng dễ thương. Nói chung là trai ở đâu nó cũng có một cái kiểu khác nhau, nhưng mà trai bắc á tôi không biết làm sao luôn nha. Nhưng mà trai bắc rất là ghét những cái người mà trong giới như tôi. Trai bắc rất là ghét mấy cái đứa con gái Đài Loan có cây son như tôi luôn á mấy bạn. Ừ, kiểu như mấy đứa mỏng gái mà có cây son chích giữa giống như tôi á, tụi nó không thích hay sao á. Đó, như hôm kỳ tôi có làm cái clip tôi gửi cho mấy bạn đó, tôi chở bạn của tôi đi mua cạc điện thoại á, thì ngay trước cái nhà bà bán cạc đó nó có một cái sân banh, thì toàn là trai bách đứng đá banh không mấy bạn. Nhưng mà tôi đứng ở ngoài tôi chờ con bạn của tôi nó vô nó mua cái cạc điện thoại, thì mấy cái thằng đó đó, mấy cái anh trai bách đó đó đang đá banh mà tôi đâu có biết đâu mấy bạn. Mấy anh đó nó kêu đã chết mẹ nó đi, đã chết mẹ con bóng nó đi, đã chết mẹ con BD nó đi đấy, cứ đã chết mẹ con BD đó đi. Tôi nhìn xung quanh đó tôi đâu có thấy con nào BD ra mọi người. Tôi nhìn tôi thấy có một mình tôi BD à, tôi đâu có biết là nó nói trái bóng đâu. Cho nên là tôi không nghĩ là tụi nó có một cái hiềm khích đối với tụi tôi đến như vậy. Tôi nhìn xung quanh tôi mất hồn luôn á mấy bạn, tôi đâu có thấy con BD nào đâu, tôi thấy có mình tôi mà nó cứ đã chết mẹ con BD đó đi, đã chết mẹ con BD đó đi. Tôi tưởng nó là nó quýnh tôi á mấy má. Ừ, cho nên tôi nghĩ là trai bắc chắc là nó không có cái thiện cảm đối với những cái người như tôi đâu, thật sự luôn. Tôi thích trai bắc lắm nhưng mà tôi không dám nói chuyện nhiều với mấy anh trai bắc đâu. Dạ, tụi nó đá banh đó mấy bạn, nhưng mà trái banh thì kêu trái banh, trái bóng thì kêu trái bóng. Có gì đâu mà cứ kêu đá BD hoài. BD nó có làm gì đâu mà cứ đá nó hoài. Mà tôi nhìn xung quanh thì thật sự là tôi không có thấy con nào BD hết trơn, chỉ có tôi thôi. Nhưng mà nhìn tôi thì tôi nghĩ là tụi nó phải nhận ra tôi là con gái luôn chứ, tại sao lại tụi nó lại nghĩ tôi là một con BD nhỉ. Cho nên là em sợ nhầm thằng bé em ơi. Mà em thích em ghê lắm á hả. Ừ, thật sự luôn á, tôi nghĩ là mấy anh trai bác không có thiện cảm với tôi đâu mấy bạn. Em trai bác nè, mày là bác con cọp nha Bảo, bác con cọp mọi người đảo lại giùm em. Thằng Phan Bảo Bảo á mấy bạn, nó sinh ra ở Quảng Nam, rồi nó nói tiếng Hà Nội, mà nó lớn lên ở Vũng Tàu. Nó sinh sống thì nó sinh sống tại Sài Gòn đó. Thì tôi hỏi mấy bạn thứ nó nói cái tiếng gì á, chứ cái tiếng Bắc gì. Mày là bác con cọp nha Bảo nha, mày mà bày đặt mày vô mày làm như tao không biết tiếng Bắc à. Tiếng Bắc là phải nói cho nó ra Bắc luôn chứ ai mà nói lợ lợ như mày. Mày nói Đồng Nai nó không ra Đồng Nai, mà Quảng Nam nó không ra Quảng Nam, mà Vũng Tàu nó cũng không ra Vũng Tàu luôn, mà nói tiếng gì á. Trai Bắc là nó là hầu như thằng Bảo nó nói tiếng lợ lợ giống như tiếng Long Thành vậy đó mấy bạn, hay là tiếng Đồng Nai vậy đó. Có ai mà nói tiếng Bắc kiểu như nó. Ừ đúng rồi, rõ ràng mấy bạn cứ qua trang của thằng Phan Bảo Bảo đi. Phan Bảo Bảo tôi có tap nó lên bên trên á, cái thằng mà bán mầm đậu nành mà tôi sử dụng đây nè. Mấy bạn cứ qua bên đó đi là mấy bạn vô mấy bạn coi cái mấy cái clip mà nó nói chuyện á, nghe thử cái ai nhận ra nó trai bắc không. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay Phan Bảo Bảo sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái combo của công ty BB Organic nha. Xong rồi cái ví dụ như nó nói tiếng Bắc thì nó nói thuần luôn đây, không, nó không nói thuần đâu. Ví dụ dân Bắc người ta sẽ kêu là giận luôn, còn nó giận luôn là nó kêu giận lơn, mà nó vậy á mọi người, giận lơn.
Ừ, cho nên nhiều khi nó rủ tôi đi ăn mà tôi không đi thì nó kêu giận lên. Mà có ai người Bắc mà nói tiếng như nó không? Không có ai hết. Dạ. Binh béo ơi, bạn mà bạn comment ai sau lưng một lần nữa mình sẽ block bạn luôn nha. Đừng hù tôi. Đặc biệt BD nó không có sợ ma. Tôi nói thiệt với mấy bạn luôn á, mặt mày con ma như thế này là tôi sợ nha, tôi chia sẻ cho mấy bạn thôi. Con ma mà mặc cái đầm trắng mà đứng mặt rỉ 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 máu đồ này kia đứng hù tôi là tôi không sợ đâu, tôi xin lỗi luôn, tôi nói thiệt. Nhưng mà ma, mà ví dụ như ma nam á, ở trần đi ha, xấu muối đi ha, mà đừng có mặc đồ gì hết trơn á, muốn hù cho tôi xỉu á, tuột cái quần xuống kéo sạp ba tia xuống, tôi thấy một cô nó tôi tự động tôi xỉu. Đó là thật sự là tôi sợ ma kiểu đó. Chứ tôi không sợ ma theo cái kiểu mặt đầm trắng mà mặt mày máu me đồ này kia là tôi không sợ đâu. Cho nên mọi người đừng có hù là ai đứng sau lưng tôi. Ma mà phải ma nam tôi mới sợ nha. Ma nữ là tôi không sợ đâu. Ma nữ tôi quay lại tôi tát á, biến liền. BD nó không thích nữ, kể cả từ nam ma cho tao ngự. Đừng có xuất hiện trước mặt chị. Còn bóng mà đè á nha, mỗi lần bóng nào mà muốn đè tôi á là phải bóng nam đè nha. Bóng nữ đè là chị bật dạy, chị đè ngược lại là không không đầu thai, không siêu thoát được luôn á mấy chị. Vậy đó, còn kiểu như là thường thường người ta sợ bóng đè, người ta đẩy đẩy đẩy, người ta la 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 lên, ó mọi người ơi, ai nằm xung quanh cũng sẽ không có nghe được cái tiếng đó đúng không? Còn tôi á, bóng mà tôi phát hiện được mà bóng đè tôi mà là nam á nha, tôi nằm im luôn, tôi nằm hoài luôn. Mà đè á nha, đè là phải đè luôn chứ, đè mà đứng dậy là tôi buồn, bữa sau tôi không cho đè nữa. Đó. Xấu muối dùng một cục được không? Được, con trai là được. Em xuất hiện trước mặt anh nhé. Ừ, anh xuất hiện. Nói chung là hầu như là em rất là dễ xỉu mọi người. À, biệt danh của anh là nhà, ở nhà là gì? Biệt danh của Thông ở nhà là Rim. Rim, Rim. Biệt danh của tôi là từ nhỏ tới lớn ba mẹ tôi đặt luôn. Hoàng Gia Kiệt nói gì nói chứ à, đến sáng dậy bị đè hả? Trời ơi, sáng dậy bị đè là thích còn gì bằng nữa hả Hoàng Gia Kiệt? Tôi thích lắm, tôi thích bị bóng đè lắm. Bóng nam đồ này kia dễ đè tôi hoài cũng được nữa. Đè suốt cả ngày tôi không đi ăn cơm cũng được nữa mấy má. Con trai là được chứ anh Thông vẻ lắm rồi. Em hay thấy anh ở phố đi bộ à? Hay thấy hả? Hay thấy Thông Thông đâu có đi ra phố đi bộ nhiều đâu, tại vì ngoài đó Thông không có quơ đũa cả nắm nha mấy bạn, nhưng mà mỗi lần ra đó thấy mấy đứa nít không à, mấy đứa trẻ trâu không mà mấy bạn, cho nên Thông không có thích ra ngoài đó nhiều đâu. Góc khuất trong tim Thông dễ thương quá, cảm ơn góc khuất trong tim nha. Góc khuất trong tim nhìn bạn nó cũng khuất lắm, nó cũng dễ thương. Mái tóc anh hơi méo hả? Ừ, cái kiểu nó vậy á mấy chị, cái kiểu nó vậy á mấy chị, đừng quan tâm tới cái mái tóc của tôi nha. Cứ con trai là ma hay là người là đều chấp nhận á. Ừ, chấp nhận chứ xong, chấp nhận mấy chị. Em là em thích những cái kiểu ma mà gọi là ma nam, ma là phải xấu muối rồi này kia nha. Anh nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Em nói nghe này, chim anh em bộ bạn bạn thân Anh Đức hay là sao, hay là em Trấn Thành hay sao mà em vô em kêu em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Thì em nghĩ là nếu như mà bạn hỏi tôi là nghĩ gì về diễn viên Anh Đức thì tôi nghĩ là anh Đức sẽ hợp với chị Lê Giang hơn ha. À, ai muốn thấy Thông hoài thì chỗ Thông chỗ nào nhiều trai qua lại á, Thông á hả, Thông hay đi tùm lum hết rồi, nhưng mà kiểu như là cuối tuần này kia Thông đi chơi, hay là gọi là sao nhỉ, cuối tuần này kia Thông đi chơi thì Thông chỉ đi chơi với những chỗ như là đi rạp phim nè, rồi đi gọi là đi đi rạp phim, hay là đi những cái chỗ ăn uống đồ này kia thôi. Thông cho lành mạnh lắm chứ ít khi nào mà Thông vô quán bar, quán bọt đồ này kia lắm. Tại vì ví dụ lâu lâu nha, bạn của Thông mà nó đê tổ chức sinh nhật mà nó mờ mà thân lắm vậy Thông mới đi vô bar, chứ thực sự ra là Thông không có thích vô bar lắm. Tại vì đối với Thông thì quán bar thì là một cái nơi xa xỉ, một cái nơi mà gọi là hơi tốn kém. Tiền tôi làm ra có, tôi có thể đi được, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có nhu cầu vô những cái quán bar đó, cho nên mấy cái quán bar khó lấy tiền của tôi lắm mấy chị. Khi nào anh về nẫu chơi? Nay nẫu đẹp lắm hả? Bình Định quê tôi thì ừ, Bình Định quê tôi rất là dễ thương luôn. À, em định cắm